Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Xuân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Xuân Bóng Đá bằng cách bấm vào nút đăng ký đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần Xuân Bóng Đá update video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn đón tin cực vui sau tâm thư cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, trước chuyến làm khách đến sân vận động của Spartak Praha, đội bóng được đánh giá cao hơn Slovan Liberec của thủ môn Việt kiều Philip Nguyễn rất nhiều. Cầu thủ Việt kiều này đã viết một tâm thư bằng tiếng Việt cho thấy sự chân thành và mong muốn được người hâm mộ bóng đá Việt Nam cổ vũ cho anh để có thể giành được chiến thắng. Và cụ thể tâm thư anh đã viết rằng: "Tôi đã trải qua 5 năm ở câu lạc bộ Spartak Praha. Trong thời gian này, tôi được ghi tên vào đội hình chính một lần." sau đó tôi không còn xuất hiện trong đội hình tại sân vận động Lensa nữa. vào thứ bảy này tôi sẽ quay trở lại sân vận động này. Spartak Praha sẽ là đối thủ của chúng tôi và tôi muốn thắng họ. mùa thu vừa rồi chúng tôi đã đánh bại họ với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà tại giải cộng hòa Séc. tôi tin bây giờ chúng tôi sẽ chơi hết mình để có kết quả tương tự. các bạn hãy cổ vũ cho tôi vào thứ bảy ngày 15 tháng 2 lúc 17 giờ giờ châu Âu nhé. Vâng kính thưa quý vị và các bạn, và không phụ lòng mong muốn của thủ môn Việt kiều này, đội bóng của anh đã giành được 3 điểm tròn vẹn trước Spartak Praha bằng cú đúp của Thomas Malinsky sau hai lần phản công đầy tốc độ ở các phút thứ 76 và 93. Ở trận đấu này, Philip Nguyễn đã cho thấy phản xạ xuất thần của mình giúp cho đội chủ nhà giữ sạch lưới. Phút thứ 34 của hiệp 1, sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành, đội chủ nhà có cú sút căng trong vòng cấm nhưng thủ môn Việt kiều Philip Nguyễn đã xuất sắc cản phá. Phút thứ 41 của trận đấu, đội chủ nhà tiếp tục có cơ hội đối mặt với Philip Nguyễn. Tuy nhiên, Philip Nguyễn tiếp tục chứng tỏ giá trị của mình khi lao ra ôm gọn quả bóng trong chân của đối thủ. Phút thứ 67, Sparta Praha có một cú sút xa từ ngoài vòng cấm và Philip Nguyễn lại cho thấy sự chính xác của mình khi ôm gọn trái bóng với kết quả này, đội bóng của anh đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 30 điểm, kém chính Spartak Praha đứng ở vị trí thứ 5 đúng 3 điểm và đang tiến gần tới nhóm cạnh tranh suất đá playoff tranh vé dự Champions League mùa sau. Với phong độ chói sáng của mình, hy vọng rằng anh sẽ nhanh chóng có được quốc tịch Việt Nam để kịp thời cho loạt trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup năm 2022. Trong khi thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn có được niềm vui tròn vẹn, thì thủ môn Việt Kiều khác, đó là Đặng Văn Lâm đã phải nhận kết quả thất vọng khi để thủng lưới hai bàn, qua đó cùng Hoàng Thông United nhận thất bại với tỷ số 1-2 ngay ngày đầu ra quân của Thái Lịch. Trong trận đấu ra quân diễn ra vào ngày 15 tháng 2, câu lạc bộ Hoàng Thông United của thủ môn Đặng Văn Lâm dù thi đấu trên sân khách nhưng vẫn có khởi đầu thuận lợi khi đưa ghi bàn thắng trên chấm 11m, đưa họ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 37. Không chỉ chiếm ưu thế dẫn trước, đội bóng của Đặng Văn Lâm còn có thêm lợi thế về quân số khi cầu thủ người Singapore đang khoác áo Pathum đó là Ifan Fandi nhân thay đỏ do lỗi chơi thô bạo với cầu thủ của Mang Thông United. Tuy nhiên bước sang hiệp 2, Mang Thông United đã dễ dàng đánh mất lợi thế của mình ở phút thứ 54. Cụ thể, tuyển thủ quốc gia Thái Lan là Sajak Jozen phải nhận liên tiếp hai thẻ vàng, buộc phải rời sân và giúp cho Pathum quân bình về quân số với Mang Thông United. Từ tình huống đá phạt 11m, Cardozo đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm để gỡ hòa với tỷ số 1 đều. Tiếp đó vào phút thứ 70 của trận đấu, Titi Phan Quang dứt điểm chính xác, ghi bàn ấn định chiến thắng với tỷ số 2-1 cho Pathum United, qua đó giúp đội bóng của huấn luyện viên Dusit giành chiến thắng đầu tiên tại Thái Lịch năm 2020. Sau trận thua, huấn luyện viên Alexander Gama của Moang Thu United đã chỉ trích trọng tài chính. Ông đã cho rằng vị vua sân cỏ này không đủ tốt để điều khiển trận đấu, khiến đội bóng của ông phải nhận kết quả bất lợi. Phần tin tiếp theo, sản bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin với Linh Nguyễn trong tay đội bóng của Công Phượng có vô địch được V-League năm 2020 hay không? Kính thưa quý vị và các bạn, những tường vụ chuyển nhượng tiền đạo Nguyễn Công Phương đã trở thành bom tấn đỉnh đám nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nào ngờ đội chủ sân thống nhất vẫn tiếp tục khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bằng việc quyết tâm đàm phán và đem về tiền đạo Linh Nguyễn có thể nói cầu thủ sinh năm 1986 chẳng phải là cái tên xa lạ gì đối với bóng đá nước nhà nổi lên từ giải U20 thế giới năm 2005 cùng với đội tuyển U20 Mỹ, Linh Nguyễn từng được các tuyển trạch viên hàng đầu châu Âu để mắt đến. Xuất phát điểm đó từng suýt chút nữa mở ra hy vọng cho cầu thủ người Việt kiều. đúng độ tuổi chín nhất của sự nghiệp, anh quyết định lựa chọn Việt Nam làm điểm đến dừng chân năm 2009. Linh Nguyễn phần nào để lại dấu ấn đầm nét bằng màn trình diễn xuất sắc dưới màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mùa giải năm 2009-2010 với 12 bàn thắng qua 24 trận đấu. Mặc dù vậy, anh không thể duy trì được phong độ ở mùa giải sau đó khi gia nhập câu lạc bộ Bình Dương. Lý Nguyễn rời Việt Nam để quay lại đất Mỹ nhằm tìm kiếm lại chính mình vào độ tuổi chín nhất sự nghiệp. Về lại nơi mình sinh ra, Lý Nguyễn nhanh chóng lấy lại được chính mình, thậm chí đây là quãng thời gian đẹp nhất sự nghiệp của anh. Đặc biệt, thời kỳ đỉnh cao của Lý Nguyễn gắn với màu áo câu lạc bộ New England Revolution nơi anh có 6 năm thi đấu. Cựu cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã ghi được 54 bàn thắng, kiến tạo 35 lần trong 208 trận đấu. Chính điều này đã giúp Lý Nguyễn trở thành tiền vệ tấn công hay nhất giải vô địch quốc gia Mỹ suốt mấy năm trời. Ở tuổi 33, tuyển thủ quốc gia đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu nhiều năm cùng đẳng cấp được thừa nhận tại Mỹ là những gì Lý Nguyễn có được lúc này. Tất cả đều rất cần thiết dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng đang hy vọng có được ngôi vương ở V-League mùa này. Thương vụ Linh Nguyễn phần nào thể hiện tham vọng của đội bóng thành phố mang tên bác. Giấu cho tuyển thủ quốc gia Mỹ đã qua thời đỉnh cao phong độ nhưng bản lĩnh thi đấu được trui rèn nhiều năm qua phần nào giúp anh khẳng định vị thế của mình. Nếu câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thành công trong việc chiêu mộ Linh Nguyễn, đội bóng sẽ có được thêm một tân binh đầy chất lượng nhằm hiện thực hóa tham vọng vô địch vào mùa này. Phần tin tiếp theo, chuẩn bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin Futsal Việt Nam bất ngờ hủy diệt đội bóng Tây Ban Nha. Kính thưa quý vị và các bạn, vào ngày 15 tháng 2 vừa qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có trận đấu giao hữu thứ hai tại Tây Ban Nha trước đội bóng tới từ thành phố Malaga. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Phạm Minh Giang không có được sự phục vụ của đội trưởng Văn Vũ khi anh đã trở về Việt Nam để chịu tang người cha của mình. Trận đấu cũng đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ bố của đội trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam. Trở lại với trận đấu, sau 5 ngày tập luyện, các cầu thủ Futsal Việt Nam đã quen với khí hậu cũng như điều kiện thi đấu tại Tây Ban Nha. Chính vì vậy, ở trận đấu giao hữu thứ hai, các học trò của huấn viên Phạm Minh Giang đã thi đấu thanh thoát và tự tin hơn rất nhiều. Ngay từ phút thứ hai, sau một tình huống phối hợp đẹp mắt, Minh Chí đã ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam. Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ thi đấu hưng phấn hơn rất nhiều. Hệ quả là đã có thêm 4 bàn thắng nữa được ghi cho Việt Nam ở ngay trong hiệp 1. Những cầu thủ lập công là Nhan Gia Hưng ở phút thứ 7, Vũ Đức Tùng phút thứ 13 và 16 và pha phản lưới nhà của đội bạn. Malaga cũng có được một bàn thắng ở hiệp thi đấu này. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Minh Giang đã có những thử nghiệm trong chiến thuật. Đội tuyển Việt Nam vẫn làm chủ thế trận, có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng rất tiếc chỉ có một tình huống được thực hiện hóa bằng bàn thắng. Ngoài ra trong lúc mất tập trung, những cầu thủ của chúng ta đã bị đối phương gỡ thêm một bàn nữa. Kết quả chung cuộc của trận đấu này là 6-2 nghiêng về phía đội tuyển Futsal Việt Nam. Qua trận đấu này, có thể nói rằng huấn luyện viên Phạm Minh Giang đang dần tìm ra lối chơi phù hợp nhất cho đội tuyển Việt Nam vào thời điểm này. Phần tin tiếp theo, Sản bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin FIFA bất ngờ chỉ ra đẳng cấp ngôi sao của một cái tên đội tuyển Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, hướng đến những trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 vào tháng 3 tới đây, trang chủ của FIFA đã dành một bài viết dạng phỏng vấn với tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam. FIFA đánh giá rất cao khả năng tỏa sáng của tiền đạo đang khoác áo Bình Dương sau những màn trình diễn trong trận đấu gặp Indonesia và Ả Rập Thống Nhất. Trang chủ của FIFA đã viết rằng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, người chỉ mới 22 tuổi, đã tạo nên dấu ấn đậm nét trong thành phần của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup năm 2022. Con đường đi đến thành công của tiền đạo này gặp nhiều khó khăn và thử thách. Ở trận đấu đầu tiên, Tiến Linh đã chính ở trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan tại Thammasat và không thể ghi được bàn thắng nào tuy nhiên đến trận đấu trên đất indonesia chân sút của bình dương đã tỏa sáng với một bàn thắng cho thấy khả năng dứt điểm hiểm hóc và sự quyết đoán trong tình huống xử lý bóng tiếp theo là cú nã đại bác thành bàn mang về chiến thắng tối thiểu của đồng vàng trước ả rập thống nhất tại sân vận động quốc gia mỹ đình đó là một bàn thắng đẹp khoảnh khắc của một ngôi sao mang đến sự bất ngờ đến hàng thủ của đội bóng tây á với lực sút rất căng chia sẻ về những bàn thắng ghi được trong màu áo đội tuyển quốc gia việt nam tiến linh đã nói rằng bất cứ tiền đạo nào cũng muốn đóng góp công sức của mình vào thành tích chung của đội cụ thể là những bàn thắng với thành quả đạt được tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các đồng đội vì họ luôn tạo điều kiện để tôi ghi bàn thành quả này sẽ là những ký ức không thể nào quên trong sự nghiệp thi đấu của mình mục tiêu cao nhất của tôi cũng như các đồng đội lúc này vẫn là tấm vé dự vòng chung kết world cup lần đầu tiên trong lịch sử tất cả sẽ nỗ lực vì điều này còn nhớ, Tiến Linh là một thành viên của đội tuyển U20 Việt Nam dự vòng chung kết World Cup năm 2017 tại Hàn Quốc. Song anh lại lỗi hẹn với vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2018, nơi rồng vàng tạo nên kỳ tích. Nhưng điều tích cực là tiền đạo này đã có những bước tiến bộ dưới bàn tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Nói về điều này, Tiến Linh đã nói rằng thầy Park luôn biết tìm phương án chiến đấu để tôi và các đồng đội phát huy hết khả năng và giành được lợi thế từ đối thủ. Với sự hướng dẫn và chỉ đạo của ông, tôi tin khả năng dứt điểm của mình sẽ ngày càng được cải thiện. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay từ kênh Xuân bóng đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.